tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt và làm việc với các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Sau khi nghe Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tóm tắt về việc tổ chức công tác thông tin, báo chí, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các đại biểu phát biểu ý kiến. Chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng rất cao của đại diện các cơ quan báo chí với Quốc hội, hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các cơ quan báo chí đóng vai trò rất quan trọng với hoạt động của Quốc hội. Nếu như mà cuộc sống không đi vào pháp luật, không đi vào nghị quyết, thì bản thân pháp luật và nghị quyết khó lòng mà đi vào được cuộc sống. Có đúng không chí? Cho nên không chỉ là đại biểu Quốc hội là mang hơi thở cuộc sống vào trong nghị trường, mà chính là vai trò của các cơ quan báo chí là những cái phương tiện tôi cho là hữu hiệu và toàn diện rộng rãi nhất để mà đưa hơi thở của cuộc sống cùng với đại biểu Quốc hội đưa hơi thở cuộc sống vào nghị trường. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã truyền tải các hoạt động của Quốc hội một cách trung thực, chuẩn xác, kịp thời và sắc bén. Nhấn mạnh, hoạt động Quốc hội là kho tàng thông tin rất lớn, sinh động về tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống mà báo chí có thể khai thác. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đó chính là tiền đề để tiếp tục gia tăng sự tương tác giữa Quốc hội với báo chí và giữa báo chí với Quốc hội. Rất là mong tới đây các đồng chí quan tâm cho một là tiếp tục nâng cao chất lượng các tin bài về hoạt động của Quốc hội. Tin là khác mà bài là khác, chứ bài là công chí muốn nói phân tích chuyên sâu, không chỉ đưa tin mà quan trọng là còn bài, mà trong tin thì cũng phải có bài, tin phải có thông điệp chứ không phải kể là hôm nay làm cái gì. Trong đó ưu tiên các bài viết chuyên sâu, phân tích sâu sắc về nội dung và các tác động của chính sách trong các dự thảo đã được Quốc hội xem xét và thảo luận. Tiếp tục nghiên cứu dành nhiều thời lượng, dung lượng đưa tin một cách cân bằng hơn về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhất là các hoạt động giữa hai kỳ họp hàng năm của Quốc hội. Nghiên cứu mở thêm các chuyên đề, chuyên mục để tập trung đưa tin về tổ chức hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội sẽ xây dựng chiến lược truyền thông làm cơ sở để tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội, ban hành quy chế hoạt động của báo chí, cung cấp thông tin góp phần công khai, minh bạch các hoạt động của Quốc hội, tăng cường phối hợp giữa Tổng thư ký của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan của báo chí về đề xuất tổ chức giải báo chí thường niên Quốc hội. Chủ tịch hội nhất trí hoạt động của Quốc hội xứng đáng có giải báo chí thường niên. Tuy nhiên, cần tổ chức làm sao để tránh tính hình thức và tránh trùng lặp với các giải báo chí khác.